ổ điện sạc điện thoại Vigear, tất cả những gì bạn cần từ một chiếc ổ điện với thiết kế dạng vuông thông minh và tinh tế, tiết kiệm không gian, dây nối dày dặn, chiều dài 2,5m tiện dụng, đặc biệt có tính năng sạc điện thoại Vigear VG02 và VG03, sạc nhanh cho iPhone chuẩn PD 20W, có thể sạc 3 thiết bị cùng lúc, ưu đãi tặng cáp sạc đặt chuẩn MFI hoặc cáp sạc Samsung bọc máy cho người xem hiểu rõ trong 5 phút ngay dưới phần bình luận. Xin chào và chào mừng các bạn đến với video cập nhật chiến sự Ukraine trực tiếp trên bản đồ sáng thứ năm ngày 18 tháng 4. Trong video này chúng ta sẽ cùng thảo luận về những diễn biến mới nhất vừa xảy ra tại Ukraine trong ngày hôm qua. Bắt đầu với Krasnohorivka, quân đội Nga đến thời điểm hiện tại đã chiếm đóng gần như toàn bộ khu vực phía nam khu định cư. Video này thì chúng ta đã cùng thảo luận trong bản cập nhật lần trước. Nó được đăng tải từ phía các kênh tin Ukraine và họ nói đây là những đợt dội hỏa lực của quân Ukraine nhắm vào quân binh Nga ở bên trong khu dân cư. Nhiều mapper ngay sau đó cũng đã cập nhật hệ thống bản đồ của họ để thể hiện điều này. Tuy nhiên phải nói thật rằng trong video chúng ta không nhìn thấy sự xuất hiện của bất kỳ một binh lính Nga nào. Vì thế những mapper trên có thể thay đổi hệ thống bản đồ thì chỉ là do họ tin tưởng vào những kênh tin kia nói mà thôi. Đối với mình thì mình vẫn hơi hoài nghi nên lúc đó mình chưa vội thay đổi bản đồ. Cũng may là vài giờ đồng hồ sau thì quân đội Ukraine đã đưa lên một video chính thức. Video khá dài, vẫn là các đợt dội hỏa lực này nhưng với một góc quay khác và cuối cùng chúng ta cũng nhìn thấy sự xuất hiện của quân đội Nga. Rất nhiều xe bọc thép đã được người Nga triển khai trong lần này. Ta có thể quan sát được có hai đoàn xe. Đoàn xe thứ nhất di chuyển theo hướng của dòng sông, còn đoàn xe thứ hai băng qua các khu vực cánh đồng. Gần như không có sự chống trả nào đến từ quân đội Ukraine, mà chỉ có một vài đợt pháo kích nhỏ lẻ cùng với một vài quả mìn phát nổ. Người Nga không gặp bất kỳ trở ngại gì. Họ tiếp cận vào khu vực nông trại thuộc khu dân cư này ở phía nam, triển khai bộ binh và sau đó mở được phạm vi kiểm soát. Vẫn chưa hết ở đây, ngay sau đó thì lại tiếp tục là một đoàn xe bọc thép khác đến. Vậy đây không phải là một mà là từ 5 đến 6 đợt tấn công liên tục của quân Nga. Thực ra gọi là tấn công thì cũng không đúng lắm, mà là chính xác là chúng là đợt chi viện. Nếu như bạn còn nhớ, cách đây vài hôm, chúng ta đã cùng thảo luận về đợt đẩy thành công xuyên thủng đường sắt của quân đội Nga và họ thành công chiếm đóng một vài tòa nhà thuộc khu vực phía đông nam thành phố. Lúc đó thì người Nga đã cố gắng củng cố lại vị trí của họ cũng như là phản kháng lại các đợt phản công quân đội của Ukraine. Vậy những gì chúng ta vừa xem chính xác là những đợt chi viện của họ. Lùi thời gian về ngày hôm qua, chúng ta có rất nhiều video liên quan đến các đợt dội hỏa lực của quân Nga. Họ tấn công vào mọi nơi, mọi hướng và nhắm vào mọi thứ. Có thể kể đến như các vị trí pháo binh, súng cối, lính điều khiển máy bay không người lái hay các điểm đóng quân của quân Ukraine. Đây chính là chuẩn pháo kích. Vì thế những video mà chúng ta vừa xem không nên gọi là các đợt tấn công, mà là chính xác nó phải là dồn quân ra tiền tuyến của quân đội Nga để sắp sửa kích hoạt thêm những đợt đẩy trực diện mới nhắm thẳng vào khu vực trung tâm. Khả năng cao trong 48 giờ tới thì chúng ta sẽ nhận được tin tức liên quan đến những lần thử đầu tiên của người Nga. Theo mình, mục tiêu của họ lần này sẽ là mở rộng phạm vi kiểm soát lên thêm một vùng như thế này, tức là đã bao gồm một vài tòa nhà cao tầng thuộc khu công nghiệp ở trung tâm thành phố. Và trong trường hợp quân Nga thực sự làm được điều này thì lúc đó họ có thể tận dụng lợi thế từ những tòa nhà cao tầng mình vừa giành được để phóng tầm nhìn và hỏa lực thông qua máy bay không người lái cũng như đến khu vực phía đông Krasnohorivka. Đây chính là khu vực cao tầng tiếp theo. Trong trường hợp quân đội Nga cũng chiếm luôn được cả khu dân cư này thì khả năng cao lúc đó quân đội Ukraine chỉ còn một lựa chọn duy nhất là rút quân về sát với khu vực nằm gần tuyến đường giao thông ở phía tây bắc để họ có thể thực hiện các đợt chi viện cũng như sơ tán một cách nhanh nhất. Đây là một quyết định thông minh. Với thế trận hiện tại thì bất kỳ lúc nào lực lượng Ukraine cũng có thể nhận lệnh rút lui. Trường hợp tháo chạy của lữ đoàn cơ giới hóa số 67 hiện đã trở nên quá nổi tiếng trong hàng ngũ quân đội Ukraine. Vì thế các quân binh hiểu rằng họ hoàn toàn có thể bỏ chạy mà không lo sợ bất kỳ hậu quả gì. Còn nếu như có hậu quả thì họ có thể chất vấn ngược lại sở chỉ huy về trường hợp của lữ đoàn số 67. Di chuyển đến khu vực Bovomaiske, một vài tin tức chúng ta đã cùng thảo luận trong bản cập nhật lần trước. Rất nhiều mapper đã đưa ra thông báo cho biết quân đội Nga thành công dấn sâu hơn và tổng hợp lại tất cả mọi thứ tính đến thời điểm 8 giờ tối theo giờ địa phương ngày 16 tháng 4. Người Nga đã chính thức chiếm được những công trình đầu tiên ở phía tây Netalove, hay nói cách khác là họ mở rộng phạm vi kiểm soát lên thêm một khu vực như thế này. Bên cạnh đó thì những đợt dội hỏa lực vẫn đang được quân đội Nga thực hiện. Ví dụ như trong video này là một điểm đóng quân của quân đội Ukraine bên trong thị trấn đã bị công kích. Mục tiêu của người Nga là ngăn không cho các hoạt động điều binh được triển khai để quân Ukraine có thể tổ chức những đợt phản công. Tuy nhiên những tin tức này không phải là quan trọng nhất, mà quan trọng nhất ở đây phải là bài đăng từ chuyên gia quân sự Rybak khi ông cũng có một vài cập nhật mới dựa theo các nguồn tin độc quyền của mình. Cụ thể thì Rybak viết rằng
ngay sau khi quân đội Nga chiếm được Pervomaysk, họ không chỉ đẩy mạnh hơn về phía Netanyahu mà còn đã dấn sâu hơn nữa xuống phía Nam và chiếm thêm được một vùng lãnh thổ như thế này. Thành công bao vây hàng trăm quân binh Ukraine. Vậy đối với hình thể tiền tuyến này, khả năng cao là người Ukraine đã dấn sâu dọc theo tuyến đường giao thông ở đây. Có lẽ sắp tới thì họ cũng sẽ tổ chức một đợt đẩy tương tự như là từ phía Nevesk để có thể chính thức đóng nắp cái nồi hầm này lại và ninh nhừ toàn bộ lực lượng Ukraine ở bên trong. Chúng ta chưa biết con số cụ thể về số lượng quân binh Ukraine đang mắc kẹt ở bên trong khu vực này. Chỉ biết ở đây có 4 khu vực công sự chính. Vài nghìn quân thì chắc chắn không thể, nhưng từ 2 đến 300 quân binh Ukraine thì mình nghĩ hoàn toàn có khả thi. Thực ra thì nếu như hình thể tiền tuyến này là đúng thì quân đội Nga cũng chẳng cần phải đẩy thêm từ phía Nevesk vì lực lượng Ukraine ở bên trong cũng không thể rút lui được. Khoảng cách từ vị trí mà Ryba thông báo cho đến Nevesk chỉ còn dưới 2 km. Quá ngắn, do đó quân binh Ukraine nếu dám thử lách qua hành lang này để cố gắng rút lui về đằng sau thì mình nghĩ tỷ lệ rất cao là họ sẽ bị hỏa lực của người Nga tiêu diệt ngay lập tức. Dù sao thì đối với những thông tin của Ryba thì chúng ta cần phải chờ đợi thêm. Nếu như chúng là chính xác thì những video kiểm chứng sẽ được đưa lên rất sớm thôi. Về phía quân đội Ukraine thì có vẻ như họ cũng đã có những nỗ lực nhất định khi cố gắng mở rộng hành lang bằng cách đưa thêm lực lượng pháo binh đến đây để hỗ trợ hỏa lực Nga ra tiền tuyến. Tuy nhiên, hầu hết những hệ thống pháo binh này đến giờ đã bị quân đội Nga truy quét và phá hủy. Nói tóm lại là lực lượng Ukraine ở bên trong cái túi hỏa lực vẫn chưa thể thoát ra ngoài. Trong khoảng 2 tuần qua thì có 2 lữ đoàn Ukraine thường xuyên được điểm tên trong các bản tin. Đầu tiên là lữ đoàn cơ giới hóa số 25, phụ trách khu vực cánh đồng nằm dưới Yanoprodivka, Netalove và Umanske. Lữ đoàn này theo như quân đội Nga thì họ đã bị đánh bại hoàn toàn và có rất nhiều quân binh trực thuộc lữ đoàn đã đầu hàng cũng như bị bắt giữ. Lữ đoàn thứ hai là lữ đoàn cơ giới hóa số 67, một lữ đoàn tân quốc giã phụ trách khu dân cư Khanan ở phía đông Chasivya. Là lữ đoàn tự ý rời khỏi khu vực phụ trách khiến cho lực lượng Ukraine ở đông Chasivya bị lúng đoạn và trực tiếp tạo điều kiện cho quân đội Nga bao vây toàn bộ khu vực. Và đến hôm nay thì chúng ta có thêm một ngôi sao mới nổi, cũng là ở tiền tuyến Ariska, nhưng họ phụ trách khu vực phía trên. Thật cũng có thể gọi là một kẻ thất bại. Họ là lữ đoàn cơ giới hóa số 115. Những ngày vừa qua, chúng ta đã cùng thảo luận rất nhiều về những đợt tấn công của quân đội Nga nhắm vào khu dân cư nằm ở khu vực giao thoa hai tuyến đường sắt này. Người Nga đã thành công chiếm thêm hàng km vuông đất. Chưa dừng lại ở đây, nếu hôm nay thì tiếp tục là hàng loạt các mapper từ thân Nga, thân Ukraine cho đến trung lập đưa ra thông báo rằng quân đội Nga đã chiếm thêm một vùng lãnh thổ như thế này. Việc người Nga tiến sâu như thế này trong một khoảng thời gian ngắn thực sự là điều không tưởng. Và giờ thì chúng ta đã biết được lý do. Lữ đoàn cơ giới hóa 115, một trong những lữ đoàn chịu trách nhiệm về bảo vệ khu vực này đã tự ý rời bỏ vị trí và bỏ mặc các đơn vị khác, tạo lợi thế cho quân đội Nga xuyên thủng phòng tuyến ở đây, từ đó đánh sập toàn bộ mọi thứ. Nếu như những thông tin trên là đúng, ở thời điểm này với vùng kiểm soát mới của mình thì quân đội Nga có thể đánh về bất kỳ hướng nào mà họ muốn, tiếp tục đẩy theo đường sắt nhắm đến Ocheretine, đánh sang phía tây đến Novobarmutivka, hoặc là cũng có thể về phía đông để đánh vào Mạn Sơn, Karamel và Novokalinove. Gần như chắc chắn lữ đoàn cơ giới hóa số 115 sẽ là lữ đoàn tiếp theo bị tái cơ cấu. Nhờ vào công lao của họ, lực lượng Nga ở đây dù rằng đã chiếm được gần như toàn bộ khu dân cư nhưng lại không quá kiệt sức. Trong khi ngược lại với đơn vị ở Berdichi, khu định cư này hiện vẫn đang nằm một phần trong quyền kiểm soát của lữ đoàn cơ giới hóa số 47. Do đó, để giải quyết vấn đề này, quân đội Nga phải quyết định đánh xuống phía dưới. Và bước đầu tiên của họ chính là chiếm được Novobarmutivka. Có rất nhiều video được ghi nhận ở Solovyov về khu định cư nằm ở phía tây Novobarmutivka. Đây là khu định cư được quân đội Nga tận dụng để tích trữ quân lực cũng như vũ khí và khí tài. Vậy nên, việc quân Nga dội hỏa lực vào là điều dễ hiểu. Họ không muốn quân đội Ukraine có đủ khoảng trống và lực lượng để tổ chức các đợt phản công trong lúc họ đang đánh vào Novobarmutivka. Ngoài ra, chúng ta có một video cho thấy các đợt dội hỏa lực vào Ocheretine. Khả năng cao đây là công tác chuẩn bị từ quân Nga vì sắp tới khu định cư này cũng nằm trong mục tiêu tấn công của họ. Như mình thường hay nói, tình hình đang ngày càng tệ đi cho quân đội Ukraine. Họ đang không tìm ra giải pháp để ổn định lại tình hình, hay nói trắng ra là họ không thể làm điều này. Nếu như mọi thứ không có gì thay đổi và tiếp tục tiến triển như hiện tại, thì ta có thể đưa ra kết luận rằng mọi thứ đang càng ngày biến chuyển nhanh hơn. Cách đây khoảng một tháng, phải mất đến vài tuần thì quân đội Nga mới chiếm được một thị trấn nhỏ. Tuy nhiên, đối với thời điểm này, cứ với tốc độ này thì mình nghĩ họ hoàn toàn có thể giải quyết hẳn 2-3 khu định cư chỉ trong vài ngày. Đơn giản là vì quân đội Ukraine không tìm ra được giải pháp để ổn định tiền tuyến. Trường hợp này là mình nhớ đến những năm 1944-1945, giai đoạn cuối cùng của Thế chiến thứ 2.
khi lực lượng của Đức Quốc xã gần như là bằng con số 0, thì họ không thể ngăn cản được quân Liên Xô tràn vào và chiếm đóng từng thị trấn một. Câu chuyện này sắp sửa lặp lại ở chiến dịch quân sự đặc biệt và nó sẽ bắt đầu rất sớm thôi. Novoselivka Bursa trong hôm qua cũng không tránh khỏi các đợt dội hỏa lực của quân đội Nga. Giờ thì chúng ta đã có rất nhiều bằng chứng để khẳng định rằng người Nga đã chính thức kích hoạt chiến dịch tấn công nhắm đến phòng tuyến thứ hai của quân đội Ukraine ở khu vực này. Nếu như bạn quên thì nó chính là phòng tuyến bể chứa nước Kharkiv, Skuchne, Novopokrovsk, Novobabutivka và Ocheretine. Có đến 3 khu định cư trong số này hiện đã và đang bị công kích hỏa lực nặng nề. Ở Novokalinove thì chúng ta có cập nhật từ Rybak. Ông cho biết quân đội Nga đã xuyên qua được tuyến đường giao thông ở đây và mở được phạm vi kiểm soát. Nếu như người Nga tiếp tục thành công dấn sâu hơn nữa và tiếp cận đến dòng sông nhỏ này thì lúc đó họ đã chính thức chia cắt được khu vực này thành hai phần phía đông và phía tây. Di chuyển đến mặt trận Bakhmut, video thú vị nhất mà chúng ta có khả năng cao là video này. Nguồn tin Ukraine đưa nó lên thì nói rằng đây là một đợt dội hỏa lực của quân đội Ukraine nhắm vào các vị trí quân đội Nga ở ngay sát con kênh. Tuy nhiên khi xem video này chúng ta không thấy bất kỳ bóng dáng của một binh lính Nga nào mà chỉ thấy là một kho đạn nhỏ phát nổ khi bị hỏa lực của một bên nào dội vào. Các nguồn tin Ukraine khác sau đó đã chia sẻ quan điểm rằng khả năng cao kênh tin đã nhầm lẫn vì nếu đây là một đợt dội hỏa lực của quân Nga thì nó sẽ hợp lý hơn rất nhiều. Hơn nữa trong video chúng ta còn có thể thấy sự xuất hiện của hai cây cầu phao. Nếu như vị trí này mà là của quân đội Nga thì tức là quân Ukraine đã rút lui từ trước đó, mà họ đã rút lui thì không có lý do gì họ lại để lại hai cây cầu phao này cho quân Nga sử dụng. Vì thế mình nghĩ cũng đang tin vào việc tác giả bài đăng này đã nhầm lẫn một chút. Chính vì thế nói đi cũng phải nói lại, việc lữ đoàn cơ giới hóa số 67 bỏ chạy khỏi khu vực này thì chắc bạn cũng đã biết, và một trong những vị trí họ bỏ lại khả năng cao chính là vị trí trong video. Ý của mình là gì? Tức là không phải hoàn toàn là không thể, mà vẫn có 1% nhỏ gì đấy là quân đội Nga bằng cách nào đó với một đơn vị tinh nhuệ nào đó đã tiếp cận được đến sát con kênh và mở rộng phạm vi kiểm soát của họ lên thêm một khu vực như thế này. Nếu như trong vài ngày tới chúng ta có thêm các thông tin hay các video chi tiết cho biết tình hình thực sự là như vậy thì đó sẽ chính xác sẽ là dấu chấm hết cho toàn bộ khu vực Đông Transnistria, vì với hình thể tiền tuyến này, xác suất để những đơn vị Ukraine còn sót lại có thể rút về trung tâm thành phố là con số không tròn chính. Tất nhiên theo mình nghĩ thì quân đội Ukraine vẫn sẽ có một vài cây cầu phao bắc ngang qua con kênh. Tuy nhiên việc sử dụng chúng vào thời điểm này có vẻ như không hợp lý cho lắm, vì người Nga chắc chắn sẽ phát hiện ra và dội hỏa lực vào. Đừng quên rằng trong khoảng 3 tuần trở lại đây thì các nguồn tin còn cho biết quân đội Nga đã mở rộng phạm vi kiểm soát lên thêm một vùng như thế này ở phía tây bắc Ivanovske. Vì đến giờ vẫn chưa có video xác minh nào nên mình chưa thay đổi hệ thống bản đồ, nhưng mình nghĩ tỷ lệ chính xác của những tin tức trên là tương đối cao. Đối với khu dân cư Kharkiv, các nguồn tin Nga cho biết quân đội Nga hiện đã mở rộng vùng kiểm soát được thêm một khu vực như thế này và các nguồn tin Ukraine cũng đã xác nhận. Tuy nhiên, video được đưa lên ở đây thì lại kể một câu chuyện hoàn toàn khác. Phạm vi mà các kênh tin trên cho rằng thuộc về quân Nga thì hiện tại đang bị chính quân đội Nga dội hỏa lực rất dữ dội bằng bom F-baby. Giờ đó mình đoán rằng có thể là người Nga đã thực sự mở rộng được phạm vi kiểm soát của họ. Có thể họ đã tiến sâu hơn ở khu rừng hoặc khu vực này, nhưng họ mới chỉ giành lấy được một vài tòa nhà mà thôi, chứ không phải là khoét được cả một khu vực lớn, bao gồm cả các tòa nhà cao tầng như những kênh tin cập nhật. Chúng ta còn có một video nữa cho thấy quân đội Nga sử dụng máy bay không người lái tấn công vào các vị trí của quân Ukraine, cũng là các vị trí mà nhiều nguồn tin nói rằng đã thuộc về người Nga từ trước. Tổng kết lại thì khả năng cao là quân đội Nga lúc này vẫn chưa thực sự tiến được vào các khu dân cư. Video tiếp theo có nội dung là một nhóm quân Ukraine đang cố gắng tháo dỡ đồ được chất lên ở bên trong một chiếc xe hạng nhẹ. Có thể đây là đạn dược hay thực phẩm gì đó. Tuy nhiên đáng buồn cho họ là quân đội Nga đã phát hiện ra hoạt động này và tấn công vào bằng máy bay không người lái. Khu vực trung tâm Chasivya hiện vẫn đang tiếp tục bị tên lửa phóng loạt tấn công. Người Nga muốn tiêu diệt hoặc ít nhất là gây tổn hại càng nhiều càng tốt lên các quân dự bị Ukraine ở khu vực này. Các nguồn tin chia sẻ rằng quân đội Ukraine đã quyết định thay thế lữ đoàn số 67 bằng lữ đoàn số 41. Có lần khi tình hình khẩn cấp, một đoàn xe tải đã được điều động để chở những quân binh thuộc lữ đoàn này ra tiền tuyến. Tuy nhiên, ngay khi vừa xuống xe thì họ ngay lập tức bị tên lửa của quân đội Nga tiêu diệt. Nói chung là đến và đi trong một khoảnh khắc. Khả năng cao thủ phạm là tên lửa Iskander hoặc là tên lửa Tornado S. Tình hình cho quân đội Ukraine tại mặt trận này là chưa thể khả quan hơn. Dù sao thì mình nghĩ quân đội Nga vẫn sẽ không thể chiếm được toàn bộ Chasivya trước ngày lễ chiến thắng mùng 9 tháng 5. Tuy nhiên, chiếm được toàn bộ khu dân cư Kharkiv ở phía đông thì họ hoàn toàn có thể. Ở mặt trận Sivers thì chúng ta không có gì quá đáng chú ý. Đầu tiên là các đợt dội hỏa lực nhắm vào các hàng cây ở gần tuyến đường sắt, có thể là công tác chuẩn bị cho những đợt đẩy tiếp theo từ quân Nga.
chỉ có một video duy nhất ở Bilohorivka và nội dung của nó là máy bay không người lái của quân đội Nga tấn công vào khu vực Tây Bắc bãi đổ rác. Thời gian trước thì họ tấn công chủ yếu ở khu vực Nam và Đông Nam, nhưng giờ thì đã chuyển hướng phạm vi công kích. Điều này có thể báo hiệu cho chúng ta về một thứ gì đó, nhưng có là thứ gì thì vẫn sẽ phải chờ. Các khu định cư ở lân cận thành phố Liman trong hôm qua cũng đã bị tấn công bằng bom máy bay và tên lửa như tên lửa Iskander. Ở khu vực Novoheroivka, chúng ta cũng có một video cho thấy quân đội Nga sử dụng bom FBB tấn công vào những hàng cây. Những ngày vừa qua chúng ta nhận được khá nhiều video mới ở khu vực này. Vì thế có vẻ như đây là công tác chuẩn bị bằng pháo kích của quân Nga trước khi họ thực hiện một chiến dịch mới. Lùi thời gian về cách đây vài hôm là ta có thể thấy Komanki, Tây Bắc, Rehorovka, Stebove và Novohorivka. Mỗi khu vực đều có một video được đưa lên. Đây cũng có thể coi như là các đợt trinh sát để quân Nga nắm bắt tình hình lực lượng quân đội Ukraine ở mặt trận này. Một hệ thống phòng không ở gần dòng sông Oskil đã bị quân đội Nga phát hiện và phá hủy. Chúng ta có video cho vụ việc này. Tổng kết lại, tình hình đang ngày càng tệ đi cho người Ukraine và họ đang rất tức giận. Tuy nhiên, họ tức giận không phải là vì diễn biến ở chiến trường mà là vì điều này. Tổng thống Zelensky đổ lỗi cho phương Tây. Không cần điều 5 của Liên minh để bảo vệ Israel, một quốc gia không phải là thành viên NATO. Vậy có thể việc vị Tổng thống Ukraine này đang muốn nói là tại sao Ukraine không phải là thành viên NATO mà phương Tây không bảo vệ Ukraine như cách mà họ bảo vệ Israel chẳng? Tổng thống Zelensky cũng đang tức giận. Không chỉ tức giận phương Tây mà ông còn tức giận vì hoàn cảnh thực sự hiện tại của Ukraine cũng đã bị vạch trần. Cách đây vài tháng thì còn có thể bao biện bằng một vài thứ như là dây chuyền sản xuất của Mỹ gặp gián đoạn, vật giá leo thang, rồi phương Tây cũng không đủ vũ khí để tự bảo vệ chính mình và vân vân. Vì thế mới không thể viện trợ cho Kiev. Tuy nhiên, đến giờ thì ông cũng không thể che giấu và cũng không thể giải thích việc nếu như đúng là phương Tây đang khó khăn, không thể viện trợ cho Ukraine thì tại sao họ vẫn hỗ trợ được cho Israel. Không chỉ là về mặt vũ khí mà họ còn đã can thiệp trực tiếp vào hoạt động phòng thủ khi F-16 bắn hạ máy bay không người lái của Iran trong đợt tấn công được coi như là hành động trả đũa đáp trả Israel. Người dân Ukraine đang dần dần hiểu ra mọi thứ, thái độ của họ đối với thể chế có thể thay đổi và điều này hoàn toàn có thể dẫn đến những hậu quả không thể lường trước. Và đó là tất cả thông tin trong video này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc mọi người một ngày tốt lành.